Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 6 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung nổi bật sau: Lạc Dương tăng cường xử lý san ủi, lấn chiếm đất rừng; Điện Biên Phủ trong trái tim thế hệ trẻ; doanh nghiệp khởi nghiệp thiệt hại do thờ ơ với sở hữu trí tuệ; làng Krông tỉnh Gia Lai giữ gìn bảo vật rừng thương; để giúp người cai nghiện được bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết, hiện toàn tỉnh có 68 chuỗi liên kết đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Lâm Đồng đã có 8,2% sản lượng rau, 1,77% sản lượng hoa, hơn 10% sản phẩm cà phê, 17,23% sản phẩm chè, 97% sữa tươi và 30,4% thịt lợn được tiêu thụ qua hợp đồng. Một số điển hình về chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản: có hợp tác xã nông nghiệp Anh Đào Đà Lạt liên kết với các tổ hợp tác ở huyện Lạc Dương tiêu thụ nông sản tại siêu thị Copmark; hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Tân Tiến; hợp tác xã Xuân Hương ở Đà Lạt liên kết với các hệ thống siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; hợp tác xã nông lâm súc Phi Vàng ở Đơn Dương liên kết với công ty PepsiCo tiêu thụ khoai tây; hợp tác xã Tiến Huy ở Đức Trọng liên kết với siêu thị Metro; hợp tác xã nông nghiệp Thiện Thanh liên kết tiêu thụ với công ty Vineco thuộc tập đoàn Vingroup. Theo đánh giá của ngành chức năng, các sản phẩm tiêu thụ qua chuỗi, nhất là đối với các sản phẩm rau củ quả tươi tiêu thụ tại các thị trường cao cấp, có giá trị gia tăng cao hơn từ 20 đến 25% so với thị trường tiêu thụ ngoài hợp đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Lạc Dương đã xử lý 41 trường hợp san ủi, cải tạo đất trái phép, trong đó có 4 trường hợp vi phạm trong lấn chiếm đất lâm nghiệp. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính, xử phạt trên 110 triệu đồng. Địa bàn xảy ra số vụ vi phạm lớn gồm thị trấn Lạc Dương 20 trường hợp, xã Đà Sa 13 trường hợp. Về nguyên nhân, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạc Dương cho biết, mặc dù đã tăng cường kiểm tra quản lý, nhưng trên địa bàn do chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng công nghệ cao, nên người dân đã thực hiện việc san ủi, cải tạo, mở rộng trên diện tích sản xuất nhưng chưa được cấp phép. Mặt khác, một số địa bàn sản xuất nằm liền kề với đất lâm nghiệp, nên người dân đã lợi dụng để san gạt lấn chiếm. Nhằm tăng cường công tác quản lý, huyện Lạc Dương đã thành lập 2 tổ liên ngành gồm kiểm lâm, công an, đơn vị chủ rừng, các ngành liên quan và chính quyền cơ sở phối hợp trong tuần tra kiểm tra thường xuyên, đặc biệt là phân công cán bộ phụ trách nắm địa bàn cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về san ủi, lấn chiếm đất trái phép. Nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Một số đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Điện Biên Phủ trong trái tim của thế hệ trẻ hôm nay. Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 5 năm 2019. Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, trong tháng 4 2019, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát định hướng kế hoạch tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo quản lý, cũng như các diễn biến thời sự xã hội trên địa bàn tỉnh, chủ động tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Báo chí tiếp tục quan tâm phản ánh về hoạt động của đảng bộ và chính quyền các cấp, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương Lâm Đồng quý 1 2019. Bên cạnh đó, những sự kiện và hoạt động nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tình hình an ninh trật tự xã hội trong tháng 4 2019 trên địa bàn tỉnh cũng được báo chí kịp thời đưa tin, phản ánh. Các cơ quan báo chí cũng tập trung thông tin, phản ánh về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, những bất cập trong công tác quản lý, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Lâm Đồng. Những vụ việc nổi cộm về tình hình an ninh trật tự, pháp luật cũng được khai thác, phản ánh kịp thời, đầy đủ và đánh giá đúng mức về các vấn đề xảy ra tại địa phương. Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, các cơ quan báo chí trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền các nội dung trọng tâm như kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 1954, ngày 7 tháng 5 2019, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với 60 năm đường Trường Sơn, Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1959, 19 tháng 5 2019. Các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của Trung ương và địa phương, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống hạn và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và các sự kiện kinh tế xã hội, các vấn đề về đời sống dân sinh trong tỉnh. Sáng nay, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Di Linh phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo huyện ủy Di Linh khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt 1 năm 2019 cho 118 quần chúng ưu tú của 38 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được học tập nghiên cứu các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những nội dung cơ bản để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về những nhiệm vụ và quyền của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi học viên nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng hôm nay, Học viện Lục quân tổ chức phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019. Trung tướng Hoàng Văn Minh, Giám đốc Học viện cùng lãnh đạo Ban Giám đốc và cán bộ giảng viên Học viện, công nhân viên chiến sĩ trong toàn Học viện đã tham dự. Với chủ đề tăng cường đánh giá quản lý các nguy cơ rủi ro về vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tại Học viện Lục quân được tập trung trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, gắn công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ với thực hiện cuộc vận động, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và thực hiện nghiêm túc các thông tư của Bộ Quốc phòng quy định việc khai thác điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Học viện Lục quân nhấn mạnh, hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 không chỉ là dịp để Học viện Lục quân tuyên truyền sâu rộng đến mọi tổ chức cá nhân trong toàn học viện, nâng cao nhận thức trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả luật an toàn vệ sinh lao động, mà qua đó còn góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản, giảm thiểu các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ tại học viện. Sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhôm Lâm Đồng đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 3 và tháng công nhân năm 2019. Với chủ đề tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019, công ty Nhôm Lâm Đồng đã đặt ra mục tiêu đó là nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong toàn công ty đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Chủ động đề ra các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại để hạn chế thấp nhất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Thực thi có hiệu quả các quy định trong luật an toàn, vệ sinh lao động. Tăng cường các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, sự cố, cháy nổ, góp phần xây dựng công ty phát triển bền vững. Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên công ty về công tác an toàn vệ sinh lao động, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong sản xuất kinh doanh và không để xảy ra tai nạn lao động gây chết người, tai nạn lao động gây thương tích nặng và các sự cố. Trong những năm qua, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng tỉnh đã tổ chức cho sinh viên các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh tham gia học tập nội dung quốc phòng an ninh. Công tác giảng dạy và học tập đúng đủ, đảm bảo nội dung và thời gian, địa điểm, chất lượng nội dung và kế hoạch thực hiện hàng năm đạt 100%. Kết quả học tập loại giỏi chiếm hơn 6,5%, khá gần 6%, trung bình khá gần 30%. Là đơn vị thường trực, Trường Quân sự tỉnh xây dựng quy chế học tập rèn luyện, đảm bảo việc quản lý sinh viên, nơi ăn ở, giảng đường, trang thiết bị, thao trường, bài tập được chuẩn bị chu đáo.
Để nâng cao công tác giảng dạy, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục và rèn luyện sinh viên, chú trọng nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, huấn luyện, đẩy mạnh các phong trào thi đua, mở rộng các hoạt động, tập trung quản lý tốt doanh trại, đảm bảo chế độ sinh hoạt, trang thiết bị, đáp ứng công tác liên kết giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Thưa quý vị, ngày mai ngày 7 tháng 5 kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2019. Nhìn lại 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, ai ai trong chúng ta cũng đều tự hào và xúc động trước sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng và đặc biệt là sức mạnh đa đoàn kết của dân tộc, bản lĩnh trí tuệ Việt Nam. Những bài học lịch sử đó vẫn còn giá trị cho đến ngày hôm nay và đặc biệt luôn được khắc ghi đậm sâu trong lớp lớp trái tim thanh niên Việt Nam. Cùng với những học sinh lớp 12 khác trên cả nước, các em học sinh lớp 12B2 trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân thành phố Đà Lạt cũng đang gấp rút ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trước mắt. Trong tiết học hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày tháng năm lịch sử, cô và trò lớp 12B2 lại cùng nhau lật lại những trang sử vẻ vang hào hùng của dân tộc, đó là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Chiến dịch Điện Biên Phủ thì đợt 1 là từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 1954, quân ta tiến công tiêu diệt cụm tứ điểm Him Lam và toàn bộ quân bộ phận khu Bắc. Kết quả tao lại khỏi vòng chiến đấu gần 2.000 tên địch. Đợt 2 là từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 26 tháng 4 năm 1954, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía đông dân phân khu trung tâm như E1, D1, C1, C2, A1 v.v. Và đợt 3 là từ ngày 1 đến 5 đến ngày từ 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đồng loạt tiến công phân khu trung tâm và phân khu Nam, lần lượt tiêu diệt các cứ điểm để kháng còn lại của địch. Chiến thắng Điện Biên Phủ, ý nghĩa và tầm vóc của con người Việt Nam là chủ đề mà các bạn sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt cùng thảo luận trong buổi sinh hoạt trong những ngày tháng 5 này. 65 năm đã trôi qua, chiến dịch Điện Biên Phủ là một chiến dịch điển hình trong lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta, đánh thắng quân viễn chinh Pháp, có tiềm lực quân sự mạnh, vũ khí, trang bị hiện đại. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, ý chí chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới mà một đất nước nhỏ bé đã đánh bại một đất nước thực dân hùng mạnh, đó là thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam. Thắng lợi này thì đưa miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và miền Nam tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, hoàn thành độc lập dân tộc và dân chủ và thống nhất đất nước. Chiến thắng Điện Biên Phủ thì đã buộc cái thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán ở Hiệp định Geneva để chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. Và chiến thắng Điện Biên Phủ đã cho thấy rằng là cho dù ở bất cứ một cái hoàn cảnh khó khăn nào thì thấy được vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo quân và dân Việt Nam đánh thắng được thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ còn là minh chứng cho sự đoàn kết đồng lòng của con người Việt Nam, là sự khẳng định về tầm vóc sức mạnh Việt khi đối đầu với nghịch cảnh. Với ý chí kiên cường bất khuất đó, tiếp bước truyền thống hào hùng của cha ông để lại, lớp lớp thanh niên Việt Nam tiếp tục học tập sáng tạo, chăm chỉ trong lao động sản xuất để đưa đất nước quê hương ngày càng phát triển, sánh vai cùng với cường quốc Nam châu. Thanh niên thì là thế hệ trẻ của đất nước. Thì hiện tại là em đang là một sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, thì theo em nghĩ thì thanh niên còn tiếp tục học tập hơn nữa, cố gắng hơn nữa và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, tình nguyện hơn để có thể tiếp nối cái truyền thống tốt đẹp của cha ông mình. Chúng ta tự rèn luyện bản thân mình để làm sao phấn đấu mỗi thanh niên đoàn viên sẽ là một chiến sĩ trong cái mặt trận học tập của mình, để các bạn trưởng thành và tự tin hơn khi các bạn bước ra trường, và mỗi kiến thức, mỗi kỹ năng, mỗi thái độ các bạn tích lũy được trong nhà trường sẽ là một hành trang hữu ích cho các bạn sau này khi bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, để các bạn xây dựng quê hương đất nước và là niềm tự hào của đất nước chúng ta.
Chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ 20. Ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này mãi mãi không hề phai mờ. Và những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của thế hệ trẻ ngày nay. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn đáng chú ý khác. Trong thời gian qua, công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho người lao động tại huyện Đơn Dương luôn có sự quan tâm đúng mức. Huyện tăng cường đầu tư nhiều mặt và từng bước xã hội hóa công tác đào tạo nghề, có các chính sách hỗ trợ cho người lao động tham gia xuất khẩu. Vì vậy, trên 87% người lao động sau đào tạo làm theo đúng nghề đã học. Riêng học viên học nghề nông nghiệp thì có tỷ lệ việc làm là 100%, vì người lao động đã có sẵn tư liệu sản xuất. Hàng năm Đơn Dương giải quyết việc làm mới cho từ 600 đến 800 lao động. Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng cho biết thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020. Đến nay, đơn vị đã phối hợp và chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến đề án với các nội dung cụ thể. Trong đó tập trung tuyên truyền về phòng chống ma túy, mua bán người, phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, đồng thời nâng cao việc tố giác tội phạm với mục tiêu giảm tỷ lệ tái phạm tội trong tổng số người chấp hành xong án phạt tù và đặc xá về cư trú tại địa bàn xuống dưới 15%. 100% các hộ dân tại địa bàn được chuyển hóa được phổ biến tuyên truyền về phòng chống tội phạm, không phát sinh tồn tại các vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Phần tin trong nước với những thông tin đáng chú ý. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thiệt hại do thờ ơ với sở hữu trí tuệ. Người dân ở làng Rông tỉnh Gia Lai giữ gìn báu vật rừng hương. Bảo vệ quyền tài sản trí tuệ là vấn đề cần thiết không những giúp doanh nghiệp giữ vững uy tín trên thị trường mà còn đem lại giá trị gia tăng lớn. Tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam vẫn chưa chú tâm tới vấn đề này, dẫn tới nhiều trường hợp doanh nghiệp thiệt hại lớn do bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất tinh dầu, dồn nhiều tâm huyết và nguồn lực vào việc phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu. Nhưng sau 2 năm, khi bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường, doanh nghiệp nghĩ tới đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm. Đáng tiếc, thương hiệu đã bị trùng không thể bảo hộ được. Doanh nghiệp buộc phải tìm cách đổi thương hiệu. Tâm huyết của mình dồn vào cái tên thương hiệu. Rồi sau đó khách hàng lại cũng đang quen dần với cái tên đó rồi. Bây giờ họ lại phải chấp nhận mình. Mình lại phải lại giống như kiểu liên hệ lại với họ là bên ta thay đổi. Ví dụ như tất cả các đại lý cũng thế, mình phải làm lại hết tất cả. Hệ thống bán lẻ cho đến web rồi mình coi như là bỏ hết. Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đang phát triển ngày một mạnh mẽ. Tuy nhiên, có một thực trạng chung là các nhóm khởi nghiệp chỉ tập trung vào hình thành doanh nghiệp, kêu gọi vốn đầu tư mà chưa nghĩ đến việc đăng ký quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ hoặc ngại đăng ký vì nhiều lý do. Khi người ta khởi nghiệp là bao giờ người ta muốn tính đến doanh thu, nguồn lợi kinh tế hơn là cái việc là bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ. Chính vì vậy mà trong thực tế thì rất là nhiều các cái doanh nghiệp họ đã phải nói là đau lòng vì mất rất là nhiều tiền trong cái việc là đã không đăng ký cái bảo hộ cái nhãn hiệu hàng hóa của mình, cái thương hiệu của mình. Nhiều chuyên gia nhận định vấn đề sở hữu trí tuệ phải là vấn đề pháp lý đầu tiên mà những nhà khởi nghiệp cần đặc biệt quan tâm khi đã tâm huyết với ý tưởng kinh doanh của mình. Thậm chí trước khi công khai ý tưởng hay đăng ký kinh doanh, các nhà khởi nghiệp đã có thể đăng ký sở hữu trí tuệ cho ý tưởng kinh doanh của mình. Những cái gì mới đưa ra thị trường, nếu như nó có khả năng chiếm lĩnh thị trường thì nó sẽ rất dễ bị làm nhái làm giả, đúng không ạ? Và nếu đã bị làm nhái làm giả thì sẽ dẫn đến là cái doanh nghiệp đấy có khả năng phá sản. Đợi đến khi đó mới nghĩ đến việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì rõ ràng rằng là chúng ta chậm mất rồi. Tài sản vô hình hay giá trị thương hiệu chiếm đến 3/4 tổng giá trị tài sản doanh nghiệp. Kinh nghiệm khởi nghiệp quốc tế và cả ở Việt Nam cho thấy nhiều tổ chức đã tiến lên vị trí dẫn đầu chỉ bằng việc đầu tư phát triển các tài sản trí tuệ và ứng dụng nó trong kinh doanh. Chính vì vậy, thiết lập quyền sở hữu trí tuệ mới có thể giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững và kêu gọi được vốn đầu tư từ xã hội. Là xã duy nhất còn giữ được một cánh rừng gỗ hương nguyên vẹn, nên trong những năm qua, chính quyền và bà con nhân dân làng Rông, xã Ia Krien, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai luôn nêu cao ý thức bảo vệ giữ gìn diện tích rừng quý hiếm này. Một buổi đi rừng thường ngày của ông Rơ Ma Khem, công việc thầm lặng mà ông đã thực hiện suốt gần 20 năm qua. Sinh ra và lớn lên tại làng Rông, Rơ Ma Khem từ lâu luôn đau đáu lòng yêu rừng và tình nguyện trực tiếp tham gia giữ rừng.
Hàng ngày ông Kem luôn kêu gọi động viên người dân, người thân phân công nhau cùng giữ rừng gỗ hương quý, không cho người lạ vào chặt phá cây và lấn chiếm đất. Hồi trời thế nào hồi mình hút dần động viên cho dân đi qua đi lại làm nương rồi cắp cho người tàu búa với đường đường cắt cày cắt gì thằng thông báo cho mình. À, mình phải xuống chuồng là trên 24 bảo vệ không có bò được đó cởi hương chẳng là mình phải bảo vệ trên tốc vậy sợ rồi dần vua người ta đến đồng người khác vua làng khác sợ nó khai phá gì này kia nó có mình ở đây người ta biết thì người ta không dám nữa. Với hơn 1.000 cây lớn nhỏ, rừng gỗ quý của làng Grông có diện tích gần 4 hecta. Với thuần loại là cây gỗ hương, loại gỗ nằm trong nhóm 1, rất được ưu chuộng trên thị trường. Trên diện tích này, những cây hương cổ thụ mọc san sát, cây cao thẳng đứng 30-40 mét. Rừng hương là báu vật, là khu rừng thiêng đã gắn liền với dân làng Grông qua biết bao thăng trầm của nhiều thế hệ với hàng trăm năm. Vì vậy, từng gốc cây ngọn cỏ ở khu vực này đã trở nên quen thuộc với bà con làng Grông. 20 năm qua, chưa một gốc cây hương nào bị phá hoại. Từng cây hương đều được người dân đánh dấu để kịp kiểm tra và bảo vệ. Thì ở đây là làng Grôn này họ rất ý thức rất là cao. Họ cũng xem cái làng cây rừng hương đấy là như một cái bảo vật của dân làng. Còn là họ đi ngang đi lại thì họ thấy những người lạ thì họ sẽ báo cáo cho những người quản lý bảo vệ rừng. Còn hai anh và quản lý bảo vệ rừng ở đây anh Kém anh Mạnh thì 24/24. Còn hướng du lịch thì đây là cũng là một địa điểm để các cái khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan cái cánh rừng này. Thì đây là cái cánh rừng duy nhất còn lại trên địa bàn, tôi là cánh rừng hương. Thì ý thức của người dân ở xã Gia Cờ Riêng và của huyện nói chung là rất có trách nhiệm và cùng bảo vệ cái cánh rừng này, không ai xâm phạm vào cái cánh rừng này. Ở Tây Nguyên có rất nhiều khu rừng có cây gỗ hương mọc, nhưng rừng mọc chỉ một loại cây gỗ hương thì chỉ có ở làng Grông, xã Ia Cờ Riêng. Khu rừng đã gắn bó và được bà con dân làng bảo vệ, giữ gìn qua nhiều thế hệ. Đây có thể sẽ là một điểm du lịch tham quan hấp dẫn nếu có được sự đầu tư tốt hơn. Năm 2018, tình hình tai nạn lao động ở khu vực có quan hệ lao động đã giảm cả về số người chết và số vụ tai nạn chết người. Có được sự chuyển biến này một phần là nhờ việc tăng cường công tác thanh kiểm tra giám sát, mặt khác là bởi việc nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng văn hóa an toàn, văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo thống kê, lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng đứng thứ 2 về tổng số vụ và tổng số người chết vì tai nạn lao động. Riêng đơn vị sản xuất xi măng này cũng đã đánh giá được hơn 3.000 nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa an toàn lao động là yếu tố quyết định đối với đơn vị này. Tất cả những cái vi phạm, từ vi phạm về an toàn, vi phạm về quy trình, vi phạm về bảo hộ lao động đều có mức để trừ vào cái phần thưởng cuối tháng của người lao động. Cho nên biện pháp này đã đem lại những cái hiệu quả rất là lớn. Còn với người lao động trong ngành điện thì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc không hề xảy ra bất cứ một vụ tai nạn lao động nào, dù có đến hơn 22.000 người làm công việc đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Kết quả này là nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giám sát nguy cơ mất an toàn. Tổng công ty đều kiểm soát được công việc của anh em làm việc ở dưới, khi mà làm việc thì là tất cả các bước thực hiện và chuyển ảnh về trên SCB là chúng tôi thực hiện tốt. Thì những công việc mà ở những vị trí mà mạng nó không có thì là cũng đã báo về. Ngoài việc tuân thủ các cái quy trình về an toàn lao động thì người lao động cũng tự biết bảo vệ an toàn cho mình với cái mục tiêu rất nhân văn, đó là sau mỗi ngày làm việc thì chúng tôi rất muốn là người lao động của mình đều được trở về nhà một cách an toàn. Xây dựng văn hóa an toàn là xu hướng chung của các quốc gia phát triển. Tuy nhiên tại Việt Nam vẫn còn rất ít doanh nghiệp quan tâm đến điều này. Thì sắp tới đây thì chúng tôi nghĩ rằng cũng cần phải xây dựng những cái tiêu chí để mà đánh giá các cái doanh nghiệp về cái môi trường gọi là văn hóa an toàn lao động. Bởi vì phải có tiêu chí thì các doanh nghiệp bắt đầu mới đi vào khuôn khổ. Chỉ khi cả người lao động và chủ sử dụng ý thức được tầm quan trọng của việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì mới có thể xây dựng được văn hóa an toàn và không còn những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Chiều ngày 5 tháng 5, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
bắt tạm giam một đối tượng sử dụng bom xăng ném vào nhà hàng xóm, khiến nhiều người bị thương. Đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam là Phan Ngọc Hiếu, 36 tuổi, ngụ tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh. Trước đó, ngày 22 tháng 4, do mâu thuẫn với gia đình hàng xóm, Hiếu đã lấy 4 chai thủy tinh đựng xăng, châm lửa và ném vào nhà hàng xóm. Khi đó, gia đình nhà hàng xóm đang có bạn bè và người thân ngồi nói chuyện, gồm 11 người, trong đó có 3 trẻ em. Sự việc xảy ra bất ngờ nên không ai kịp phản ứng, khiến nhiều người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Sau khi ném bom xăng vào nhà hàng xóm và gây thương tích cho nhiều người, Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến trưa ngày 23 tháng 4, Hiếu đến cơ quan công an huyện đầu thú. Đến ngày 5 tháng 5, sức khỏe của đa số những người bị thương đã ổn định và được ra viện. Hiện chỉ còn một người vẫn phải tiếp tục điều trị do thương tích nặng và bị cháy hai tai. Công an huyện Lộc Ninh đang tích cực xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Điều trị các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone, giải pháp giúp người cai nghiện cải thiện sức khỏe, hòa nhập với cộng đồng. Đây sẽ là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị, điều trị các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone đang là giải pháp tối ưu nhất cho những người cai nghiện. Đây chính là liệu pháp giúp cho những người nghiện cải thiện được sức khỏe, hòa nhập với cộng đồng, góp phần từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, số người bỏ liệu pháp cai nghiện sau thời gian điều trị đang có xu hướng tăng. Làm gì để cai nghiện bền vững? Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Sau 5 năm triển khai chương trình điều trị các dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, hầu hết bệnh nhân tham gia chương trình cho biết đã cải thiện về mặt sức khỏe, thể chất, chuyển biến tích cực về thái độ cũng như cuộc sống sau một thời gian điều trị. Bởi methadone là chất thay thế được sử dụng trong điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện. Methadone được sử dụng hoàn toàn qua đường uống, làm giảm thèm muốn và khóa tác động của các chất gây nghiện từ từ, nên được coi là giải pháp an toàn cho sức khỏe của người nghiện, giúp điều trị hiệu quả cũng như làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Nói chung là em thấy điều trị methadone này là nó tốt hơn các cái khác. Mà em nói chung là em cũng đi trường trại, cũng đi cai những cơ sở này cơ sở kia, nhưng mà không có chỗ nào nó tốt bằng cái thuốc này hết. Chỉ cái thuốc này thì tốt cho những người nghiện thôi, nhưng mà ngược lại đi loại nó xa thì đôi khi mình sáng dậy thì nó vật sớm thì mình mệt, mình không đi được. Thì chi phí thì nếu mà so với chơi ma túy thì nó đáng là gì đâu. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 2 cơ sở, trong đó có một cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Lâm Đồng và một cơ sở phát thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻ, đang quản lý và điều trị cho hơn 500 bệnh nhân. Tuy nhiên, có một thực tế, do cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ít, khó khăn trong việc đi lại, nên một số bệnh nhân bỏ điều trị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày càng nhiều. Đã có hơn 300 bệnh nhân bỏ điều trị. Việc bỏ điều trị này đồng nghĩa với rất nhiều công sức tiền bạc của bản thân bệnh nhân, sự hỗ trợ của nhà nước, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị xã hội trở nên vô ích. Chúng tôi cũng đã có làm một cái nghiên cứu đánh giá về cái hiệu quả điều trị tại cơ sở điều trị thay thế tại trung tâm AIDS và ở dưới Đạ Tẻ. Thì thực ra thì một cái lý do lớn nhất, mà cái khó khăn lớn nhất chính ra là về cái khoảng cách của bệnh nhân đến với cơ sở điều trị thay thế. Cho nên vấn đề, và để giải quyết được vấn đề mà để bệnh nhân tuân thủ điều trị và tham gia nhiều hơn, thì chính ra chúng ta sẽ phải mở thêm nhiều cơ sở điều trị cũng như các cái điểm cấp phát thuốc trong toàn tỉnh. Sau 5 năm triển khai đến nay, chương trình điều trị methadone là phương pháp hiệu quả cao nhất, góp phần từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Song để chương trình mang tính bền vững, cần có sự quan tâm vào cuộc tích cực hơn nữa của các ban ngành đoàn thể, sự đồng thuận, tham gia ủng hộ của người bệnh, gia đình người bệnh, nhằm hướng tới mục tiêu cộng đồng trong sạch vững mạnh, không có tệ nạn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.